Trong cái chủ đề video ngày hôm nay thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái lưu ý khi mà mọi người đi đầu tư ven khu công nghiệp ở bất động sản khu vực Thanh Hóa, bởi vì rất nhiều anh chị tìm đến Long ấy, bởi vì là anh chị đang mong muốn tìm hiểu đầu tư bất động sản Thanh Hóa, đặc biệt là những khu vực nào mà đang có khu công nghiệp, bởi vì thời điểm này Long thấy là đang là một thời điểm rất là tốt để đầu tư ven khu công nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì Thanh Hóa hiện tại đang là một trong những cái thị trường ấy, chuẩn bị có cao tốc thông xe, mà các khu vực nào như mọi người thấy ở sầm uất về khu công nghiệp ấy thì đa số là chuẩn bị khi mà có cao tốc thông ấy, là các cái khu công nghiệp bắt đầu chuẩn bị đi vào hoạt động cũng như đi vào triển khai thi công hạ tầng. Thì Long thấy đây là một cái tín hiệu rất là tốt dành cho quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong video ngày hôm nay thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người hay là cái chiến lược mà doanh nghiệp của Long đang đi đầu tư ven khu công nghiệp là gì. Thì trong video ngày hôm nay Long sẽ chia sẻ với mọi người về tầng bất động sản khu vực Thanh Hóa như thế nào. Thì trước khi vào tầng bất động sản Thanh Hóa thì Long sẽ bật cho mọi người và chia sẻ cho mọi người những cái khu vực nào hiện tại ở Thanh Hóa đang được tập trung phát triển nhiều về khu công nghiệp. Thì Long sẽ tìm một cái hình ảnh, thì mọi người chờ Long một xíu để Long vào cái hình ảnh đi. Chia sẻ đến mọi người về cái khu vực bản đồ địa chính của Thanh Hóa, bởi vì là khi chúng ta nhìn bản đồ địa chính của Thanh Hóa chúng ta sẽ biết là từng khu vực quận huyện, khu vực nào là điểm mạnh điểm yếu của Thanh Hóa. Thì đây Long sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Đây, thứ nhất là bất động sản Thanh Hóa thì mọi người hình dung là đây là bản đồ địa chính của Thanh Hóa này. Thì hiện tại các cái khu vực mà tập trung nhiều khu công nghiệp nhất ở Thanh Hóa thì Long thấy là có hai khu vực, thứ nhất là khu vực Bỉm Sơn, thứ hai là khu vực Nghi Sơn, Nghi Sơn thế này, và thứ ba là khu vực ven sân bay, cũng là một trong những khu vực mà rất nhiều các khu công nghiệp. Long thấy là gần như đây là ba cái mũi nhọn khu công nghiệp ở Thanh Hóa, và cũng như là làm cho cái thị trường ở đây tăng thu nhập bình quân đầu người rất là mạnh, kéo kinh tế của Thanh Hóa lên. Thế có những quan trọng nhất là khi mà mình đầu tư bây giờ ấy, thì mình như cái doanh nghiệp của Long đây, hay là chiến lược mà hiện tại chúng Long đang đi ấy, khi mà đầu tư ven công nghiệp ở Thanh Hóa thì chúng ta cần phải lưu ý một vài điều. Thứ nhất, chúng ta phải xem những khu công nghiệp đấy đang trong cái giai đoạn tiến độ nào, bởi vì một khu công nghiệp ấy, khi mà đã hiện hữu khác nhau hoàn toàn so với một khu công nghiệp ấy hiện tại đang trên cái giấy tờ thôi. Thì quan trọng nhất là mọi người phải tìm, khi mà mọi người muốn đầu tư ven công nghiệp ấy thì thường Long thấy những khu công nghiệp Thanh Hóa sẽ mọc quanh một con đường trục chính, là những con đường cao tốc hoặc quốc lộ 1A, hay là những con đường quốc lộ tỉnh lộ ấy, bởi vì đa số là khu công nghiệp mọc ở đấy để di chuyển hàng hóa thuận tiện hơn đi theo đường bộ. Thì bây giờ câu chuyện đó chính là mình phải phân biệt nhé, bốn cái giai đoạn, đây là bốn cái lưu ý rất quan trọng, thậm chí anh chị có thể lưu ghi vào trong giấy để khi mà mình đầu tư ấy, mình có thể tìm hiểu dựa trên bốn cái tiêu chí này giống Long như là doanh nghiệp của Long đang đi. Thứ nhất là chúng ta sẽ gọi là có cái giai đoạn đầu tiên trong khi mà chúng ta đầu tư bất động sản khu vực Thanh Hóa ấy, thì chúng ta sẽ ở trong cái giai đoạn gọi là nhận thông tin. Nhận thông tin là gì? Khi mà tỉnh bắt đầu công bố cái kế hoạch gì, phê duyệt quy hoạch của một cái doanh nghiệp, họ về khu vực đó bắt đầu họ triển khai dự án khu công nghiệp ở đó, thì mình tiếp nhận thông tin. Đây là một cái tín 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 hiệu rất là tốt trong giai đoạn 1 khi mà bắt đầu khu công nghiệp mà họ trong cái quá trình sơ khai. Nhưng nếu mà anh chị nào đầu tư khu vực thời điểm này ấy, thì nó sẽ để xảy ra một cái rủi ro, đó chính là gì, không biết bao giờ khu công nghiệp khởi công, không biết bao giờ khu công nghiệp họ làm như nào. Và nếu như đầu tư giai đoạn này ấy, thì đa số sẽ phải đầu tư rất là dài hạn, khoảng tầm từ 5 đến 7 năm, thậm chí là 10 năm, khi mà khu công nghiệp xong thì bán rất lợi nhuận rất là tốt. Tiếp theo giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau khi bắt đầu chúng ta gọi là đã được tiếp nhận hồ sơ rồi này, khi mà doanh nghiệp họ nộp lên bên trình trình lên phía tỉnh ấy, thì tỉnh phê duyệt hồ sơ, thì khi đó bắt đầu đến cái khâu gọi là giải tỏa mặt bằng mọi người nhé, giải tỏa hạ tầng cũng như là giải tỏa mặt bằng và gọi là thi bắt đầu chuyển chuyển chuẩn bị là triển khai. Bởi một trong những khâu mà khó nhất khi thực hiện khu công nghiệp ấy, đó chính là khâu giải tỏa mặt bằng. Bởi mọi người biết vừa rồi sân bay Long Thành ấy, gần như là có một vài hộ dân còn không chuyển đi cơ, nhà nước đôi khi là phải vào cuộc hay là tỉnh phải vào cuộc rất chặt chẽ nên giải tỏa mặt bằng, bởi vì đôi khi cái đền bù cho người dân nó không đáng, hay là người dân cảm thấy nó không đúng với cả cái giá trị ấy, là họ rất là làm khó cho cái vấn đề giải tỏa mặt bằng, hay thậm chí làm cao tốc cũng vậy, cao tốc khi mà giải tỏa mặt bằng ấy cũng rất là khó. Nên là một trong những cái điều khó nhất là chính là giải tỏa mặt bằng ấy. Thì giai đoạn này là giai đoạn thứ hai, khi mà khu nghiệp bắt đầu giải tỏa mặt bằng xong, giải tỏa mặt bằng 100% rồi, là khi mà khu nghiệp vào cái giai đoạn hai, khi mà giải tỏa mặt bằng xong rồi ấy, thì phải xem cái doanh nghiệp đó họ cái nguồn tiền của họ như nào, và họ cái khả năng thực thi của họ về cái dự án này như thế nào. Thì tiếp theo đó chính là về khâu gọi là giai đoạn thứ ba, là giai đoạn bắt đầu chúng ta làm cái khu nghiệp này như thế nào. Nó thấy như ở Nghi Sơn hôm năm phóng thực tế, nó thấy là khu công nghiệp rất nhiều, họ quy hoạch rất là bài bản, khu công nghiệp tách riêng, khu dân cư tách riêng ra đấy, và cao tốc đi qua đoạn này đa số phục nhiều cho khu công nghiệp. Thì Long thấy Nghi Sơn sẽ là một trong những thị trường mà đợt kéo gọi là đầu tàu kinh tế khu vực Thanh Hóa, cũng như là làm cho nhiều công nhân viên đấy có việc làm, cũng như trên trên Bỉm Sơn đấy, một gọi là khu vực giáp với cả Linh Bình, một khu vực thì gần như nó là cuối của Thanh Hóa, hai khu vực đầu tàu gọi là kéo kinh tế của Thanh Hóa lên. Thế khi mà khu nghiệp bắt đầu làm ấy, nó bắt đầu sẽ có một nguồn sóng thông tin này, rất nhiều anh chị biết đến là khu nghiệp này chuẩn bị làm rồi, và khi mà họ đã làm ấy, thì câu chuyện đấy đó là gì?
rất nhiều người biết đến rồi. Thì những cái giai đoạn khi mà mình đầu tư gần, mình đầu tư lúc nhận thông tin đến lúc mà không, khi mà khu nghiệp bắt đầu chuyển chuẩn bị làm ấy, thì lúc ấy có thể ra hàng được từ giai đoạn 1 để chuyển qua giai đoạn 3. Và thứ hai là khi mà khu nghiệp bắt đầu làm ấy, thì gần như là thông tin tràn lan rồi, ai cũng biết đến khu nghiệp này đang làm, thì mọi người đều mong muốn đầu tư ven khu nghiệp để làm sao để chuyển qua cái giai đoạn 4. Giai đoạn 4 là gì? Mà khi mà bắt đầu khu nghiệp làm xong, khi khu nghiệp làm xong bắt đầu đi vào hoạt động rất là sầm uất rồi. Hoạt động sầm uất thì sẽ làm cho cái khu vực này, thứ nhất là làm cho kinh tế phát triển lên, và thứ hai là tạo cho công ăn việc làm quanh khu công nghiệp. Thì Long thấy đấy sẽ là một trong những cái mà rất là tốt dành cho những anh chị mà đang quan tâm đầu tư ven công nghiệp qua cái bốn cái giai đoạn này, để chúng ta làm sao tìm hiểu thông tin cho càng ngày càng rõ và càng ngày càng dễ dàng hơn, để chúng ta có những cái hướng đi tốt và làm sao để chúng ta gọi là hiệu quả nhất trong đầu tư. Đây là bốn cái chiến lược mà hiện tại doanh nghiệp của Long đang đi, và doanh nghiệp của Long chốt chất gọi là kiểm tra thông tin rất là kỹ khi mà một khu công nghiệp của Long phải tìm hiểu xem là trình hồ sơ hay là như thế nào đang trong giai đoạn nào rồi, để khi đó chúng ta nhập được một cái giá rất là tốt để chia sẻ lại cơ hội với nhà đầu tư. Và Long thì Long chuyên triển khai trong Thanh Hóa, và Long thì đa số có những quỹ đất khoảng tầm từ 300 đến 400 triệu. Nếu như anh chị nào đang tìm những phân khúc đấy có thể tham khảo thêm một vài các cái định hướng đầu tư, nếu mà kết hợp được cùng Long thì tốt. À, còn nếu không thì Long vẫn muốn là chia sẻ những cái điều, những cái giá trị làm sao để cho anh chị đầu tư Thanh Hóa hiểu được sâu hơn, và làm sao chúng ta tạo ra một cộng đồng ngày càng đầu tư thắng lợi hơn nữa. Đấy là một vài cái điều chia sẻ của Long về vấn đề của đầu tư ven công nghiệp ở Thanh Hóa, những cái điều chúng ta cần phải lưu ý. Thì nếu anh chị nào cảm thấy hay thì để lại cho Long một like, một comment cũng như một subscribe kênh để kênh của Long phát triển mạnh hơn. Và nếu anh chị nào đang muốn tìm hiểu về bất động sản Thanh Hóa có thể nhắn tin cho Long, hoặc những anh chị nào mà muốn nhận ebook đầu tư lưu ý khi cho những người mới đối với bất động sản ấy, Long có một cuốn ebook Long sẽ tặng cho anh chị miễn phí khi mà anh chị nhắn tin qua Zalo cho Long. Long siêu cùng cảm ơn quý anh chị.